Xin chào, tôi là Nguyễn Phong Hải, năm nay 22 tuổi và hiện tại đang là một kickboxer. Bạn quái đản mà bạn xàm nó bất nộ mà có duyên mà vui mà ở dưới đây nè đó rần là do bạn phải không ạ? Rất là vui và cảm thấy hơi bất ngờ vì được nhận nhiều cái lời khen từ tất cả các bạn. Nhiều người nói cách đây 3-4 năm thì beatbox là thời kỳ đỉnh cao và hoàng kim, thì theo Hải nghĩ thật sự là chưa phải. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ các bạn chơi có đam mê hơn, có đầu tư hơn, cho nên thật sự thời hoàng kim của beatbox chỉ mới bắt đầu thôi. Ở vòng thi bán kết thì nói chung là cũng không có áp lực nhiều lắm, cho nên là cái bài sáng tác về beatbox cũng mang cái tính chất giải trí cao và đem lại niềm vui cho mọi người. Thì ở vòng chung kết này có vẻ như là Hải đang phải chịu rất nhiều áp lực, cho nên là sẽ quyết định làm một cái tiết mục về beatbox đỉnh cao nghệ thuật như là các bạn sẽ mong đợi. Một khi mà beatbox đam mê trong tim tôi vẫn cháy. Này thì cướp mối. Trái đất vẫn yên bình cho đến khi báo cáo chủ nhân, chúng ta đã gần tiến lên trái đất. Vui quá, vui quá. Vậy là thân dân của chúng ta sẽ không còn phải đổi khác nữa. Phải sử dụng sức mạnh của thằng lương thôi. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21h15 thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.